Kính thưa tất cả anh chị em, trong ban tổ chức ngày hôm nay, ngoài hai vị áo trắng, có một vị áo màu. Vị này khá đẹp trai và nghe nói rằng là hát hay nổi tiếng của giáo phận Vinh. Hôm nay ban tổ chức của chúng con cũng rất cố gắng để mà mời bằng được ra, mặc dù là có thể hơi mỏi miệng, hơi tốn nước bỏ chút xíu để mời ra về đây để tham dự với chúng con. Và chúng con xin mời ra Francisco Xavier Nguyễn Tiến Dung lên sân khấu giúp cho chúng con với bài hát Xanh Trời Noel. Một lần nữa chúng con xin mời ra. Lời hạnh phúc gửi đến cuộc đời.
mùa xuân bừng lên sáng ngời, nguồn ân thiêng trao tuôn bất tận để Noel xanh màu phúc ngân. Người đã đến trong trái tim mong chờ, lặng lẽ không ai ngờ, cho dù nhân thế hững hờ, Noel mở lối cho người gặp gỡ cuộc đời và Thiên Chúa như biển tình bao la. Noel giọt yêu thương hoa thân vô bờ, Noel tình như đã bật tiếng hoan ca. Noel vì rằng Chúa